Không chỉ chăm lo cho thanh niên mà các cấp bộ đoàn thành phố Hồ Chí Minh còn có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân và chiến sĩ bộ đội biên phòng ở vùng biên giới vào dịp Tết Nguyên Đán 2019. Những ngày cuối năm tại Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, các bạn đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ra sức thực hiện một sân chơi với đầy đủ trang thiết bị để tặng cho các bạn thiếu nhi tại xã có thêm sân chơi nhân dịp đầu năm mới. Trong khi đó, vừa xuống xe, các bác sĩ đến từ Hội Thầy Thuốc Trẻ thành phố đã bắt tay ngay vào khám bệnh cho người dân. Chỉ trong một buổi sáng, hơn 300 người dân đã được khám phát thuốc miễn phí. Đặc biệt, hơn 300 phần quà gồm nhu yếu phẩm, nón bảo hiểm đạt chất lượng, 1.000 tập trắng, 500 kg gạo, 10 xe đạp cũng được trao cho người dân và thiếu nhi xã. Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng đã góp thêm một chút ấm áp ngày xuân để bà con nơi đây đón năm mới vui vẻ và chung sức cùng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Chương trình Nghĩa tình biên giới năm 2019 do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ở các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước, huyện Cần Giờ và xã Đôn, huyện Romia Hea, tỉnh Severin, Vương quốc Campuchia gồm các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 800 người dân biên giới có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên biên giới. Bằng những tình cảm quân dân gắn bó, chia bùi sẻ ngọt mỗi dịp Tết về, mối quan hệ gắn bó giữa đoàn viên thanh niên thành phố cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng và người dân vùng biên giới ngày càng thấm đượm và bền chắc.